Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, lâu lắm rồi My không có ăn tôm hùm. Bữa nay My quay lại với tôm hùm các bạn. Thì hồi trước My có nói là khi nào mà 200 ngàn sub thì My sẽ ăn cua hoàng đế tươi các bạn. Nhưng mà My đi kiếm thì không có cua hoàng đế. Với lại tôm My không biết sao mùa này nó rất là hiếm hay sao á. Mấy cái chỗ mà gần My á thì có tiệm thì không có, có tiệm thì mấy con nhỏ nhỏ xíu thôi, khoảng 1 pound thôi, 1 pound tới 1 pound rưỡi thôi. Thì mê thì không thích mấy con nhỏ nhỏ vậy, ăn không có đã. Thì bữa nay mê đi chợ thì lại thấy con này nên ông xã mê mua cho mê ăn con này luôn. Bữa nay được ông xã đãi, mê sẽ để cái ghế này xích qua đây đó, cái đó đỡ chói các bạn, đỡ chói cái tủ màu trắng ở đằng sau. Đây, cái này là xả lúp lùm nè. Núp lùm chứ. Nè, cái này là xả. Ở đây thì mới mua trái này các bạn. Rất là rẻ luôn, mới không biết sao luôn, mới coi rất là nhiều, nghĩa là cái dĩ của nó khoảng 6 7 đồng một dĩ, bốn trái vậy. Nhưng mà cái này mới không biết sao tự nhiên có 1 đồng thôi. Mới hốt liền luôn. Không biết có giết nhầm không. Đây thì có trái nho. Trái nho rất là ngon luôn. Trái nho này thì 1 pound khoảng 3 đồng mấy, gần 4 đồng các bạn, mắc hơn nho bình thường nhưng mà nó rất là ngọt với lại giòn. Ở đây nó để thau thau sẵn. Ngon ngon quá. Dê bị phát, con mèo của mình bị phát mà. Thì có thể mua cổ thì được. Mới còn một bộ nữa, nhưng mà một bộ ghế nữa. Nhưng mà tại vì cũng là cái da kiểu nào nó cũng phá nên thôi, năm nay trước nó đổi. Wow. Nhờ ngon quá. Cái cạo mới bẻ trước rồi, tại vì nó rớt xuống kiểu như là nó không có nằm trên này theo ý mình thích. Nó chói cái gì mà màu trắng trắng xíu là nó chói à. Trời ơi, lâu lắm rồi trái. Wow, lâu lắm rồi các bạn, lâu lắm rồi mình không có ăn cái này nó đã. Đây, mình cắt. Mới mua tôm này khoảng 50 đô các bạn, cũng không mắc lắm. Khoảng hơn 2 kg các bạn. Này không lấy ra cái gì thùng luôn. Mẹ này, tại nhiều nước quá. Mấy đợt này mới mua á các bạn. Cái càng nó không có bự giống như là mấy đợt trước. Nó cũng mềm nữa. Lần này ăn cái càng trước, bình thường là mình ăn cái gì trước. Đây các bạn, mời các bạn nhé. Đã quá mọi người. Bữa nay ăn cái này với trái cây chứ không phải ăn với rau. Cái này là rau các bạn. Nhưng mà mới chỉ mua để mà trải cho nó đẹp thôi chứ mình không có ăn.
ngạn đây. Các bạn nhiều nước quá trời luôn. Ai các bạn. Mà không biết sao nó đen các bạn ạ. Chắc là nó chưa có chín á. Chắc là tôm chưa có chín tới. Nó sẽ để ra trong này luôn. Mà không sao các bạn, tôm hùm ta còn ăn sống mà. Đã quá. Chắc là đây nhá. Cho nó ôm nhiều nước ở trong này. Quá nhiều nước luôn. Thịt nó không được cắt các bạn ơi. Mình cắt thôi, mình cảm giống như là mình có thể feel được cái thịt nó. Cái gạch của nó. Cái này là cái gạch của nó đó các bạn. Bình thường là nó màu đỏ nhưng mà nó chưa có chín á. Đây. Mời các bạn nhé. Mời các bạn cắn miếng nè. Chói quá vậy ta. Ồ được. Xích qua. Xích qua. Nên các bạn luộc nó chín á, cái thịt nó chắc hơn rồi. Khi nào có cua hoàng đế mình sẽ ăn bù nhé. Tại vì bên này đó nó tôm hùm nó còn hiếm các bạn, cua hoàng đế thì lâu lâu nó mới có thôi chứ không có hoài. Cua hoàng đế đông đá thì có. Để đây. Quá đã luôn. Ghế này là của pizza. Nóng các bạn, chảy hết nước bắt nước mũi luôn. Wow, lão. Hoặc là hai vợ chồng bữa nay đi chợ là định mua cua các bạn, cua đá nó đang sale, đi mua cua mãi về đâu vô đó cái thấy có tôm hùm hút liền luôn. Ai nhắc lên.
quá đã luôn. Mà tôm hùm á, bản thân Mary á, mê nhất là hấp hoặc là nướng, mà Mary không thích. Chiên nó cũng ngon nhưng mà sao đây các bạn, nó dính. Chiên nó cũng ngon nhưng mà ăn không có đã. Nó thích ăn vậy, cắn vậy nó ngon, nó đã. Các bạn thông cảm nhé. Đổ mồ hôi hết trơn rồi. Nó cay á các bạn, có chảy nước mũi. Mới xài có hai loại son các bạn, cái loại son một cái đó mới cũng nói rồi ngắm, cái loại đó nó ra chứ không phải không ra, nhưng mà có điều nó không có ra hết thôi, nhưng mà có một loại hai đầu á là nó không có ra. Cái này mới xài loại hai đầu, cái màu nó nhẹ nhàng, hai đầu là không ra luôn. Có nhiều bạn hỏi mình sao không ăn cái đầu, mình có ăn cái đầu mà, nhưng mà có điều nó lâu á, nó lâu á, ăn từng cái bình thường mới ăn mới bể vậy nè. Trong này có thịt, nếu như mình không làm video mình sẽ ăn cái đầu trước các bạn, ăn cái thịt sau, cái mình sau. Bể này đây. Xong rồi chấm cái nào, cắn một cái. Nước với lại thịt nó ra hết luôn. Nếu mà nướng khô thì nó không có ra đâu. Đợt trước mình nướng khô quá, thịt nó ăn teo luôn. Mình ăn một trái này. Mình ăn cái này nó ngọt ngọt vậy, mình không không có chấm muối các bạn. Cái chợ này mới các bạn, các bạn nào mà gần đây thì muốn mua thì đi chợ này, nó có con bào ngư sống luôn. Lần sau có dịp mình sẽ mua ăn nó như còn, giống như đợt kia rồi là có ốc dời dời đó thì mình mua một đợt đó thôi, là bây giờ mình đi chợ lại là không có các bạn. Mà mình thấy con bào ngư, để coi coi bữa nào mình được thì mình sẽ mua một con 6 đồng, còn sống luôn, còn bơi luôn. Không biết bào ngư có bơi không. Cái này nhiều nước quá trời.
gần đây Mary bận, các bạn hơi bận. Mary cũng sắp xếp nhà để đi Mỹ nữa đó. Các bạn nào mà ở bên Mỹ muốn tìm hiểu công việc mà Mary đang làm á, nếu mà các bạn đi được hoặc là các bạn gần đó thì các bạn đi, nó rất là tốt luôn. Mình đi coi thôi, mình làm được thì mình làm, còn mình không làm được thì cho mình biết thôi, tận mắt thấy thôi. Ở tiểu bang Utah, các bạn nào mà muốn tìm hiểu hoặc là muốn biết hoặc là gần đó thì liên lạc Facebook Mary nha, Mary Fan. Có dịp thì gặp nhau. Mình đi một mình Mary thôi, đi từ ngày mùng 4 tới ngày mùng 7. Ăn cái này nó đầy hơi, cảm giác giống như đầy hơi các bạn. Nhưng mà không có no giống như ăn cơm đâu. Nhiều nước. Cái này mình sẽ ăn sau nhé các bạn. Ăn sau chứ bây giờ làm video thì nó dài quá. Hay là nếu mà được thì mình sẽ làm video ăn mỗi cái đầu thôi. Tại vì có nhiều bạn kia muốn coi mình ăn cái đầu. Thì nếu mà ấy thì mình sẽ làm video ăn mỗi cái đầu thôi, không có ăn cái gì hết luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mê mì nhé. Bây giờ đã được 200.000 subscribe rồi. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ hẹn gặp các bạn video tới nhé. Bye bye.